Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em tới với số hỏi đáp số 9, 3 phút mỗi tuần hoặc là hơn. Thì câu hỏi đầu tiên của bạn Ngộ Không. Thì trước khi đi vào câu hỏi, bạn Ngộ Không đã đi thỉnh kinh với sư phụ xong chưa? Thôi, chúng ta sẽ vào luôn. Alpha cho em hỏi, cung cấp năng lượng tăng lên trong thời gian dài, Assert Antiboot được kích hoạt để bảo vệ hệ thống khi nguồn cung cấp power không ổn định. Nhấn F1 để setup. Cái gì ấy? Này là do nguồn cung cấp không nổi điện linh kiện hay... Thì thôi, câu hỏi của bạn nó hơi buồn cười một chút. Mình nghĩ là do bạn đã dùng Google Dịch trước khi gửi câu hỏi này cho chúng mình rồi. Nhưng mà theo mô tả của bạn thì đúng là main của bạn đang báo là nguồn điện có vấn đề và cần kiểm tra lại trước khi boot win. Thì bạn nên check lại xem nguồn của bạn có phải là nguồn xịn hay không nhá. Thì có thể mang đến các nơi mua để test lại. Câu hỏi số 2 đến từ bạn offline. Anh ơi cho em hỏi RX, GTX, GT khác nhau ở điểm nào ạ? Tại sao lại gọi là RX, GTX, GT? Ý nghĩa của nó là gì? Có phải mọi dòng RX đều là châu cái hay không? Thì câu hỏi đầu tiên, RX là mã được sử dụng cho các sản phẩm VGA đến từ AMD ở gần đây thôi. Và các card đồ họa của AMD thường được sử dụng làm châu cái do có khả năng tính toán tốt. Nhưng mà không có nghĩa là toàn bộ các VGA RX đều là châu cái. Thì cái này chỉ có thể nói là đúng nếu như bạn mua VGA đến từ AMD cũ thôi. Còn với hàng mới thì là hoàn toàn không phải nhá. Mới thì sản phẩm nào nó cũng như nhau thôi. Còn GTX và GT đến từ Nvidia. GT là dành cho các sản phẩm VGA kiểu giá siêu rẻ và chỉ dành cho các mẫu máy gọi là chỉ xuất hình cho vui thôi ấy. Thì với nhân vật điển hình là GT1030 rất là đình đám ở thời gian trước. Còn với các mẫu dòng GTX thì sẽ từ tầm trung đến phần cao cấp, và cao nhất hiện nay của mẫu GTX là 1080 Ti. Thì GTX thì hiện tại nó cũng không còn kiểu cao đâu, 1080 Ti nó vẫn hơi cũ một chút rồi. Còn mã RTX nó sẽ là mới hơn, với RTX 2080 Ti giờ chuyển sang là RTX là nhiều hơn rồi. Chuyển sang câu hỏi của bạn Sơn Trần. Bây giờ em xây dựng cấu hình trên Alpha Computer thì được lắp sẵn không ạ? À, có nha bạn nhé. Rồi, chuyển tiếp câu hỏi của bạn Gia Khánh Nguyễn. Ryzen 5 3600 với RX 5700XT muốn OC thì nguồn 650W đủ chưa? Theo khuyến nghị từ hãng ấy, nếu như anh em sử dụng combo mỗi card ấy, RX 5700XT thôi thì sẽ yêu cầu một bộ nguồn từ 600W trở lên. Mà 600W ở đây là phải 600W công suất thực. Nên nếu như bạn muốn OC mà cả CPU và lẫn VGA thì mình nghĩ nên sử dụng bộ nguồn từ 700W trở lên. Hãy nhớ nhé, 700W nhưng phải là công suất thực để kiểu sử dụng nó yên tâm hơn. Câu hỏi của bạn Đặng Mạnh Tiến. Mình có xem qua linh kiện bên shop thì thấy bộ kit RAM Trident Z RGB phần chân tiếp xúc với main có hình dạng lưỡi liềm. Đây là lỗi hay là sự cố của thiết kế như vậy, nó có ảnh hưởng gì tới hiệu năng của RAM hay không? Thì không nha bạn. Đa số các RAM DDR4, không phải toàn bộ các RAM DDR4 thì đều có thiết kế như vậy hết. Chỉ có mỗi RAM DDR3 trở xuống thì phần chân tiếp xúc nó bằng phẳng thôi. Anh em có thể mua RAM rẻ này, RAM đắt này, hay RAM siêu đắt của DDR4 thì nó cũng thiết kế như vậy hết. Đây là do hãng thiết kế như vậy. Câu hỏi của bạn Hiệp Trần. Tại sao người ta hay nói AMD nóng vậy? Thì đây là một ác cảm đối với các sản phẩm của AMD từ ngày xưa rồi. Bây giờ thì đã ít hơn rồi. Các mẫu card của AMD thường có điện năng tiêu thụ rất lớn. Thì để đạt được hiệu năng cao mà. Và vì thế nên điện năng tiêu thụ lớn thì nó nóng là phải rồi. Và cái tên đình đám nhất trong cái vụ đấy là R9 Fury X với phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản từ hãng phát hành ra ấy, đã đi kèm theo tản nước rồi. Thì anh em biết nó nóng đến cỡ nào rồi đấy. Còn tuy nhiên các sản phẩm của AMD hiện tại đã khắc phục được vấn đề này rồi, đã tương đối là mát. Câu hỏi gần cuối của bạn Toàn Khánh. Cho mình hỏi nhiệt độ khoảng tầm bao nhiêu cho GPU khi chơi game là ổn? Mình chơi PUBG với mức setting fan 60% mà nhiệt độ quanh quẩn 65 đến 70 độ thì có nóng không? Gigabyte RX 5700 Gaming OC. Không nóng. Thì thật ra thì anh em đừng quan tâm kiểu phải card nó phải mát, anh em mua card về để card phục vụ mình chứ không phải mình để phục vụ card. Nên cứ sử dụng đi, tất cả đều nằm trong tính toán của nhà sản xuất rồi. Nếu như anh em chẳng làm gì mà lên 90 độ thì lúc đấy cái lo là lỗi thì mang đi bảo hành. Còn cứ bình thường nó bao nhiêu độ thì cứ thoải mái đi, không phải lo đâu. Câu hỏi cuối cùng của bạn Vinh. Tuần trước em có mua một bộ PC ở Alphard, khi em shutdown máy tính thì tắt quạt tản nhiệt cũng không chạy nhưng bàn phím và mainboard vẫn sáng đèn, cho em hỏi lỗi gì ạ? Cái này thì do trong BIOS thôi, bạn chịu khó vào BIOS để cài đặt lại thì nó sẽ hết luôn. Vậy là số hỏi đáp tuần này đã kết thúc rồi. Anh em có câu hỏi nào thì đừng quên để lại ở phần bình luận của video. Đừng quên bấm like, share và subscribe kênh YouTube của Alpha Computer để không bỏ lỡ các video clip chúng mình tung ra trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.